Trường thương đông để ái nhân xa. Anh shipper gây bão cộng đồng mua hàng online, bất ngờ lộ giọng hát làm dân tình nghe xong xỉu úp xỉu đào. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Hôm nay đi giao hàng cho một bà chị khách quen, vô tình giao lúc gia đình chị đang karaoke giải trí. Khi thấy ông anh trong nhà đang hát, anh shipper bắt đầu ngứa miệng tỏ vẻ thích thú. Thế như vậy chị khách giả vờ mời, tính ra thì chị khách chỉ mời lơi thôi. Ông shipper này tưởng thiệt, liền vô hát nhiệt tình luôn. 5 minutes later. Ngồi hát một lát sung quá, anh shipper này leo hẳn lên đứng trên cái loa, vừa hát vừa nhảy, đánh không qua đánh không lại. Dù hơi xấu hơn xíu nhưng mà thần thái thì như một ca sĩ chuyên nghiệp. Trái quá trái. Sau một hồi mở live show, đang hát thì chợt nhớ ra nãy giờ có gọi khách gần đó. Chị ơi, 15 phút nữa em qua tới, chị canh giờ xuống nhận hàng giúp em nha. Vậy mà nãy giờ ở bên này ổng hát hơn 30 phút rồi đó. Trước khi chào về để đi giao tiếp những đơn hàng khác, anh shipper được chị khách cho xem lại giọng hát nãy giờ của mình. Chẳng biết vô tình quay lại hay cố ý dìm hàng để trả thù anh shipper này, mà sau khi xem video, anh shipper tự nhiên cái mặt xanh lè. Chuyến này chỉ có mà tuột huyết áp. Ê, chị có quay clip cho em nè. Dạ chị mở em coi. Chị đừng hay TikTok nha, em nổi tiếng. Bình thường vác cái loa đi gọi tên khách, thấy giọng cũng tốt lắm. Nhưng có ngờ lúc hát thì thành ra như vậy đâu. Bởi ta nói ông trời có bao giờ cho ai tất cả. Dân tình sau khi xem qua video này, nhiều người đã nhanh trí đăng ký cho anh shipper đi thi giọng ải giọng ai. Hát gớm như vậy chắc chắn sẽ được chọn vào team hát dở liền á. Còn bạn thấy sao về giọng hát của anh shipper này? Hãy để lại cảm nhận của mình trong phần bình luận bên dưới nha.